Cho xin chào tất cả các quý vị trong văn phòng ngày hôm nay ạ. Mình tên là Minh, mình đến từ Sóc Sơn. Mình thì lúc trước khi mà đến Korea thì mình cũng theo dõi Korea khoảng độ 6 tháng. 6 tháng. Cũng cứ lên mạng để xem. Xem bởi vì mình là bị thoát vị đĩa đệm, mình đã đi mổ rồi. Bây giờ bác sĩ bảo là mình bị thoát vị đĩa đệm đa tầng. Thì bác sĩ có khuyên rằng bây giờ chị phải lên giảm cân. Thế nhưng mà là tự mình giảm cân thì không thể giảm được. Thế là xem trên mạng thấy là Korea nhiều người rất giảm hiệu quả. Thế một hôm mình đang làm thì thấy quay có bạn Thắm ở cùng huyện với mình. Bạn Thắm ở Sóc Sơn, thế cùng huyện thì mình xem hết từ đầu đến cuối. Xem hết thì mình gọi ông xã bảo anh ơi, em xem có cái bạn này, bạn ở cùng huyện mình. Mà bạn ấy giảm rất hiệu quả. Thế mà nếu ở xa thì em sợ là mình không tin. Thì cùng ở cùng huyện này thì anh mai được nghỉ, chờ em đi. Chờ em đi đến đấy phải người thật việc thật xem là có đúng như thế không. Thế thì ông xã ông đồng ý thì ông chở mình đi. Đi đi vào thì thấy bạn ấy đang mặc cái quần đùi, bạn đang quét cửa chuồng lợn. Thế mới hỏi thăm thì họ bảo là lúc đi ngoài đường ấy thì hỏi bảo là cho hỏi thăm nhà chị Thắm, thì có bà cụ già mà bảo à Thắm mặc qua cắm cò gì béo lắm. Thế vào thì sau chị bảo hỏi bảo là thích em chị, em có phải là Thắm không, bảo em là Thắm đây chị. Hỏi gì, em bảo là chị thấy em ở trên mạng giảm cân hiệu quả quá, thì chị vào đây hỏi thăm xem là có đúng là như thế không. Nhưng bây giờ chị nhìn thấy em mà khỏe mạnh như thế này là chị thấy có một cái sự gì mạnh mẽ để thúc đẩy cho mình đi làm rồi. À, chị giảm được 11 cân. Trước khi chị đến đây là chị 71 cân. Vâng. Và bây giờ chị còn 60 cân. Vâng. Và giảm được 17 cm. À, chị thì bị men gan cao, mỡ máu cao và bị thoát vị đĩa đệm. Thì đau lắm, mình bị thoát vị đĩa đệm đau mà với cái xương của mình là bác sĩ bảo là thiếu lượng canxi lớn, nó xốp xương. Thế thì mình cứ đau lắm, đêm nào không ngủ được, cứ trằn trọc đau. Mà khi vùng dậy đêm ấy thì đau không ngủ được thì hay phải đi vệ sinh nhiều. Bây giờ sức khỏe chị cải thiện ra sao chị? Sức khỏe chị rất tốt, bây giờ là rất là tốt. Mà từ khi được cải thiện đến giờ là nó giảm được đau nhiều lắm, sướng lắm. Thì cũng sướng, cả nhà cũng phấn khởi. Cũng phấn khởi bảo thôi mẹ như thế này là quá tốt rồi. Mình cảm nhận thấy là vóc dáng quá là mình mỹ mãn rồi. Mình bảo sao mà mình cảm ơn Korea thế. Không nghĩ là bao giờ mình được như thế này đâu. Không bao giờ nghĩ, bởi vì là mình nghĩ mình bị béo từ lúc mình 30 tuổi. Mà năm nay là mình 52 tuổi. 52 tuổi rồi mà mình cũng gọi là nhiều biện pháp để giảm cân nhưng cũng không giảm được. Nhưng mà lần này là quá hiệu quả. Thôi mình thì cũng không biết nói gì hơn đâu. Xin cảm ơn Korea, cảm ơn tất cả mọi người, từ bác sĩ đến nhân viên rất là nhiệt tình giúp đỡ. Em cảm ơn chị nhiều ạ.